Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục đào tạo huyện Sông Mã đã chỉ đạo các đơn vị trường học tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị hiện có, đồng thời triển khai xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất trường lớp học, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học năm học 2022-2023. Huyện Sông Mã đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho những trường chưa đạt chuẩn quốc gia và những trường điểm trường đặc biệt khó khăn theo đề án tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, vận động kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện xây mới, thay thế các phòng học tạm trên địa bàn huyện. Thời điểm này thì huyện đã có cái đầu tư 22 cái công trình cho nó học mới bằng 14 tỷ đồng. Các đơn vị trường tiếp nhận cái tài trợ xã hội hóa của các mạnh thường quân trong dịp hè khoảng 40 phòng lớp học và nhiều trang thiết bị khác. Đối với sách giáo khoa cho học tới thì phòng giáo dục đã chỉ đạo đơn vị trường là tuyên truyền vận động phụ học sinh chủ động liên hệ với các hiệu sách, nhà sách để có đảm bảo sách giáo khoa cho học sinh. Hiện nay các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Sông Mã đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết như phòng học, phòng ở, khu vệ sinh, nước sinh hoạt, hệ thống điện phục vụ sinh hoạt cho học sinh, đảm bảo công tác nấu ăn bán trú được thực hiện ngay sau khi học sinh đến tự trường. Đồng thời, xây dựng phương án cho học sinh mượn sách giáo khoa, tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh chủ động chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng học tập trước khi bước vào năm học 2022-2023.